Chúng ta học thêm nhé. Và trước như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về hai phần kiến thức, đó là Select Into và các cái hàm xử lý chuỗi. Thì SQL Server cung cấp cho chúng ta khá là nhiều các hàm cho phép ta có thể sử dụng để xử lý cũng như thao tác chuỗi. Ở đây thì trong trong đây thầy có đã giới thiệu một số các cái hàm thông dụng, dùng sử dụng phổ biến hay dùng đến. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhà. Thì chúng ta sẽ nói đến anh bạn đó là exist. Cái hàm exist này nó có cái đối số là câu lệnh select. Đối số của cái hàm exist là câu lệnh select. Và đặc điểm của nó sẽ là nếu nếu mà câu lệnh select mà trả về bản ghi, hay khác là kết quả của câu lệnh select là có bản ghi, không cần biết là nhiều ít, chỉ cần biết là có thôi, thì sẽ trả về true. Ta hiểu đơn giản là nó sẽ trả về true. Ngược lại thì trả về false. Ví dụ như này, sẽ có use db như ta có là select style from max à, câu lệnh này là có trả về bản ghi à, câu lệnh này có trả về bản ghi, thì mình nếu mình đặt câu lệnh này vào phần đối số của hàm exist kia thì hàm exist sẽ trả về true, hoặc ta đưa ra cái điều kiện để nó ví dụ where max lớn hơn 8.5 chẳng hạn thì câu lệnh này cũng trả về bạn cũng trả về true. Vậy vậy thì trong trường hợp này nếu mình mà đặt cái câu lệnh select này vào trong phần đối số của exist nó sẽ trả về true. Lúc này có nghĩa ta có thể sử dụng cái exist này để check xem hay để tìm xem là có tìm thấy hay là không tìm thấy bản ghi hay là dữ liệu theo một cái điều kiện nào đó, hay yêu cầu nào đó. Thì khi này thường ta sẽ kết hợp với cả cái phần điều kiện if else để đưa ra cái check, đưa ra cái kiểm tra xem là có tìm thấy hay không tìm thấy. Thường kết hợp với điều kiện if else để kiểm tra hay để check. Ví dụ đây ta sẽ có là cách thức sử dụng if exist. Thầy đưa câu lệnh select trên cái bảng select sound from max where max lớn hơn 8.5. Ví dụ như này,
Thì nếu sẽ trở về true tức là if true, nếu sẽ trở về false tức là if false. If đúng có nghĩa là nó làm thực hiện lệnh của 6 if đấy đúng không? Đấy, thì ví dụ như ta sẽ dùng b đen à, print chẳng hạn. Có tìm thấy hay là có bản ghi thỏa mãn else ghi đen không tìm thấy ghi. Ví dụ thầy quét cái này, quét toàn bộ cái đoạn này. Mình chờ mất chữ P. Đó, nó hiện ra là có tìm thấy ở đây. Thì ở trong SQL Server sẽ không sử dụng cái cặp màu xoắn để tạo khối lệnh, mà thay vào đó ta sẽ sử dụng cái cặp begin để tạo khối lệnh. Ví dụ chúng ta học ở trong Java hay trong C là dùng cặp màu xoắn tạo khối lệnh, còn ông này ta sẽ sử dụng là begin nha. Tất nhiên là nếu như khối lệnh chỉ có một lệnh thì ta khối lệnh chỉ có một lệnh thì ta được quyền bỏ đi cái begin này. Mình bỏ đi nha. Nhưng mà có thể hai lệnh này trở lên thì ta sẽ dùng nó. Yeah, ví dụ như thầy sẽ sửa đổi cái điều kiện ở đây là yêu cầu nó phải lớn hơn bằng 9 chẳng hạn. Đó thì nó sẽ báo không có bản ghi thỏa mãn. Thì đấy là cái ý nghĩa của Isis, nó sẽ kết hợp với XML. Vậy ở phần này thì chúng ta có được hai hai phần kiến thức luôn là phần Isis và phần XML sẽ sử dụng vào nha. Cơ bản thì các em thấy XML nó cũng khá là giống với các ngôn ngữ khác thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến select, trong select hay còn gọi là truy vấn lồng. Thì thực ra cái này chúng ta đã từng gặp nó rồi, nên phải nói thêm đây. Như tôi có đây select 3, chúng ta được 3 select 2, tất nhiên là ta sẽ được 2. Thì ta có thể thể hiện một cái anh bạn như sau: select select 3 trừ select 2. Chúng ta được một. Thì cái này là truy vấn lồng hay hay là truy vấn con. Lúc này select 3 là câu lệnh sẽ trả về giá trị 3. Còn anh này thì trả về giá trị 2. Hai chị đấy đem trừ cho nhau. Đó. Vậy trong trường hợp này ta hoàn toàn có thể xử lý được những thao tác giống như kiểu thao tác số học, miễn là câu lệnh select đấy nó phải trả về một giá trị cụ thể, một giá trị cụ thể. Nếu mà nó trả nhiều hơn một giá trị là hỏng,
đúng không? Cứ trả về một chỗ thì được. Được. Tiếp theo với một ví dụ khác thì ta có là hiển thị những sinh viên mà chưa thi môn nào, hay khác là chưa có điểm. Hiển thị những sinh viên mà chưa có điểm. Select sound from student. Câu lệnh này cho ta các bạn sinh viên Trần Văn Na, Hoàng Thị B, Alex, nếu ta đem ghép với max b chấm id bằng b chấm student id thì lúc này nó sẽ hiện cho ta các cái bảng ghi mà nó có liên quan đến hai bảng student và max. Và ta có thể sử dụng câu lệnh này để biết được là những bạn sinh viên nào, những bạn sinh viên đã có điểm. Đã có điểm. Nhưng bây giờ làm nào để biết được là hay là để hiển thị ra những bạn sinh viên mà chưa có điểm theo yêu cầu ở trên này. Theo yêu cầu trên. Đó thì trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng cái truy vấn lồng để làm điều đó. Thì ta sẽ có này. Những bạn sinh viên chưa có điểm có nghĩa là những bạn sinh viên mà trong cái bảng max không tồn tại cái mã của bạn sinh viên đấy, đúng không? Trong bảng max mà không có mã của bạn sinh viên đấy thì có nghĩa là bạn sinh viên chưa có điểm. Nếu có thì đã được ghi lại vào trong bảng max. Vậy trong trường hợp này ta sẽ có select sound from students where ID của bạn sinh viên đấy not in, không nằm trong danh sách các cái mã sinh viên ở trong bảng max. Select student ID from max. Select sound student. Select student ID. Cái này đó thì ta sẽ được kết quả là có các bạn còn chị B, Alex, Victoria không có điểm. Thì ở đây ta có là select student ID from max. Nếu mình chạy mỗi cái lệnh này không ấy, thì nó ra student ID 11, có nghĩa là chỉ có mỗi cái mã sinh viên là một thôi. Còn các mã khác thì nó không có ở đây. Như vậy có nghĩa là những bạn sinh viên mà không có mã một là những bạn sinh viên không có điểm. Đó, các em thấy. Người ta có thể sử dụng cái truy vấn lồng để xử lý. Chủ là cái chủ yếu lồng hay xin con nha. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến
kiểu case when Chris Wang em Chris thường được dùng để hiển thị thêm cột hiển thị thêm cột cột này là cột gọi là cột bên ngoài, tức là cột này không có trong các bảng. Hiển thị thêm cột trong cái tập kết quả, hiển thị thêm cột trong tập kết quả. Mục đích chính là để hiển thị thêm thông tin. Mục đích chính là để hiển thị thêm thông tin. Thì ở đây ta có hai loại case quen, đó là case quen theo điều kiện, theo giá trị, và case quen theo điều kiện, có hai loại nhỉ. Thì ta sẽ nói đến cái case when theo giá trị trước nha. Case when theo giá trị. Ví dụ ta có select sound from students. Thì ta được thông tin của các bạn sinh viên. Trong đó cái phần giới tính tức là phần gender này thì nó hiển thị 1 với 0. Thì khi show ra như vậy thì tất nhiên người dùng sẽ thấy nó sẽ hơi khó hiểu. 1 là gì, 0 là gì, đúng không? Sẽ hơi khó hiểu. Thì nếu như mình hiển thị một cái chi tiết hóa hơn, ví dụ như là 1 có nghĩa là nam, 0 là nữ chẳng hạn. Nun có nghĩa là chưa chưa rõ chẳng hạn. Đã, chưa biết giới tính là gì hay là chưa cập nhật giới tính. Thì nó sẽ được thân thiện hơn, thông tin nó dễ hiểu hơn. Đấy. Thì ta sẽ làm như sau để ta có thể thực hiện cái động tác là đưa thêm cái thông tin vào bằng cách dùng case when nhé. Select sao phải case gender. Ta có thể đặt một cái bí danh cho nó cũng được, từ đầu tự nhiên là chi tiết giới tính chẳng hạn, bảng case when không gen nam quen một gen nữ else chưa update chưa. N chạy thử nhá.
chúng ta sẽ có được một cái thông tin chi tiết ở đây về giới tính. Chỗ này thì select sao có nghĩa là mình vẫn lấy tất cả các cái cột của bảng students ra, nhưng mà ngoài ra mình lại có thêm một cái cột nữa. Ở đây thì trong đó cách thức sử dụng cái event như sau là sau case sẽ là một cái tên cột nào đó để lấy giá trị của cột đấy. Sau đó check, cái when này sẽ được dùng để check xem giá trị lấy được là giá trị gì. When word có nghĩa là nếu như cái giá trị trong cái cột đấy là không, cột đấy là cột gender này này, wow. Nếu nó là không thì sẽ hiển thị thành là nam. À, sorry, chúng này phải hiện ngược lại đúng không? Đây là một là nam, không là nữ. When một là nam. Nếu giá trị trong gender là không thì hiển thị. Còn else có nghĩa trường hợp không phải là một với là không thì sẽ hiển thị là chưa update. Và phải có end để kết thúc cái square đó. Kết thúc cái square. Thì đây là case when theo giá trị, có thể nó sẽ kiểm tra cái giá trị trong cái cột mình đã đưa ra. Đó, kiểm tra giá trị trong đấy. Nếu giá trị đó là thế này thì làm gì? Là thế kia thì làm. Ngoài ra thì ta cũng có thể đặt cái bí danh này ở phía cuối cũng được. Nếu chúng ta thấy chỗ đặt như này nó hơi cồng kềnh, cắt nó đi, ta có thể đặt phía cuối được. Tức là sau e này chúng ta đặt bí danh như này. Thì cũng được. Đó, thì đây là cách thức sử dụng case when theo chị. Tiếp theo ta có cái case when theo điều kiện. Có nghĩa là khi mà một cái điều gì đó, điều kiện nào đó thỏa mãn thì ta sẽ hiển thị cái thông tin và cái giá trị cụ thể ra cột thông tin thêm vào. Ví dụ ta có như thế này. Select sound from max. Thì ta có các cái điểm số ở kia. 8,9, 8.9, 8.5. Thêm dữ liệu vào cho nó dễ. Insert vào cột student ID, subject ID, max values để thêm dữ liệu nhé. 2 1, năm, 2 1, 4 đi, 2 2, 6. Ba, một, bảy, chấm năm, ba, hai, chín, chấm chín. Thì tôi thêm 4 bản ghi này nhé. Để ta select sao from, ta sẽ có các cái điểm số. Thì bây giờ
thầy muốn là hiển thị thông tin số liệu của bảng mux ra, và đồng thời hiển thị thêm một cái cột nữa để chỉ rõ được là cái điểm số đấy thì nó sẽ thuộc loại điểm số gì, điểm giỏi hay điểm khá hay điểm trung bình hay là điểm xuất sắc hay là phải thi lại như thế, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng những case quen theo điều kiện nhé. Đọc đó này: select sao phẩy loại điểm chẳng hạn bằng case case when max nhỏ hơn 5 gen nên ra là thi lại đấy, kiểu hay là để in lên kiểu từ trên từ cao thấp cho nó dễ nhé. When max between 9 and 10, có nghĩa là nằm trong cái đoạn này thì sẽ là xuất sắc đi. When max nằm trong đoạn từ 8 đến cận 9, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 8 and max nhỏ hơn 9 thì thuộc loại giỏi. When max từ 6.5 đến cận 8 đi. 6.5 and max nhỏ hơn 8 gen khá. Từ 5 đến dưới 6.5 là trung bình. When max lớn hơn hoặc bằng 5 and max nhỏ hơn 6.5 gen số loại trung bình. Else còn lại thì sẽ in ra là thi lại. Kết thúc. Kết thúc. Okay, when from max đó thì các em chưa nhìn thấy nó đã cho mình một cái thông tin chi tiết thêm vào đây. Đó. Và điểm như vậy là điểm gì? Thì với loại case quen này, tức là case quen theo điều kiện này, thì sau case sẽ không có gì hết, không có cái cột nào hết cả, mà sẽ là các cái when. Ở sau when sẽ là các cái điều kiện, các cái điều kiện mà ta đưa ra. Nếu điều kiện đấy mà thỏa mãn gen, tức là thì sẽ in vào cái cột tương ứng và cột loại điểm đấy là giá trị gì. Và tất nhiên ở đây ta cũng cũng được quyền là đặt cái bí danh nó ở phía cuối cho nó gọn cũng được. Đó này. Thì cũng đều được. Đó thì đây là hai loại case when theo giá trị và case when theo điều kiện. Cái lưu ý là kết thúc phải phải có end nhá, end này kết thúc cái case when.
Ok, bây giờ thì thầy sẽ dừng phần trình bày kiến thức ở đây, thầy sẽ cho bài tập để chúng ta luyện tập nha.